Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Đoàn Thăng Bình đã triển khai ứng dụng tra cứu thông tin của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên website của huyện đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên vào tìm hiểu. Đây là ứng dụng được huyện Đoàn Thăng Bình thực hiện ngay trên website của huyện đoàn, một cách tuyên truyền rất hiệu quả về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời điểm hiện tại. Trang thông tin ứng dụng tra cứu về các đại biểu Hội đồng Nhân dân được huyện đoàn đăng tải trên website trong thời gian qua, thì với một mong muốn là giúp cho các bạn trẻ, những cử tri đã có điều kiện tra cứu thông tin nhanh nhất, đầy đủ và chính xác các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, và để các bạn có thể là trên cơ sở đó thì sáng suốt lựa chọn ra những con người ưu tú đủ tiêu chuẩn để vào Hội đồng Nhân dân. Ứng dụng được thiết kế rõ ràng, cụ thể, đầy đủ thông tin về 65 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri, đoàn viên thanh niên chỉ cần click vào tên ứng cử viên sẽ tìm thấy đầy đủ thông tin về tiểu sử và quá trình công tác của ứng cử viên. Từ khi đăng tải ứng dụng trên website huyện đoàn, lượng truy cập đã tăng lên đáng kể. Nếu trước đây trung bình mỗi tháng chỉ có khoảng 10.000 lượt xem, thì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ khi đăng tải ứng dụng này, lượng truy cập đã tăng lên gấp 4 lần so với bình thường. Điều này cho thấy được hiệu quả của cách tuyên truyền mới này. Bản thân tôi thì công việc là thường ngồi một chỗ nên không có thời gian đi ra ngoài nhiều. Trước đây muốn tìm hiểu thông tin các ứng viên thì tôi phải ra các bản niêm yết. Bản niêm yết bây giờ từ khi mà huyện đoàn Thăng Bình có cái website này thì tôi có thể trực tiếp ngồi tại văn phòng có tìm hiểu về thông tin các ứng cử viên, từ đó có thể lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn để vào tham gia Hội đồng Nhân dân huyện. Ngay trước nhà tôi là có tổ bầu cử số 8 của phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Thì tại tổ bầu cử này, các thông tin về các ứng viên Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội được niêm yết rất là đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình quan sát và tìm hiểu, bản thân mong muốn những thông tin này đến gần hơn với các cử tri, đặc biệt là những người không có thời gian đến các điểm bầu cử để nắm bắt thông tin. Trong một lần tôi có gặp huyện đoàn Thăng Bình đang chuẩn bị cho các nội dung cho việc tuyên truyền bầu cử, tôi đã đề xuất lập ra một ứng dụng tra cứu trực tuyến ứng viên Hội đồng Nhân dân và đã được Ủy ban bầu cử huyện Thăng Bình thống nhất triển khai thực hiện. Sau một thời gian thu thập dữ liệu cộng với 2 ngày làm việc, tôi đã thiết kế xong giao diện của chương trình và chính thức cho nó đi vào hoạt động trước ngày bầu cử khoảng 1 tháng. Tôi hy vọng rằng qua việc sử dụng hệ thống tra cứu thông tin ứng viên trực tuyến này thì các cử tri, đặc biệt là những cử tri trẻ có thể nắm bắt thông tin về ứng cử viên một cách đầy đủ, chính xác, qua đó sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài. Hiện tại, ứng dụng tra cứu thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng được đăng tải trên website tỉnh đoàn tại địa chỉ www.tinhdoanquynam.vn. Là một người cán bộ đoàn phụ trách mảng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, bản thân mong muốn trong các ứng cử viên sau khi trúng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp thì sẽ quan tâm hơn nhiều tới công tác thanh niên, đặc biệt là vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.